Thank you.
đầu tưởng thua, quánh mất cho 5 sen vào hết, trong túi còn 1 sen cũng hết là 6 sen, đánh thêm 2 sen là 8 sen, 8 sen thì mới nổ được, nãy được có hơn vào 2 sen, thôi ăn non thì về, tí thì thua. Chào tất cả anh em nhé. Thế vừa rồi là mình đầu tư vào lúc đầu chơi ấy, thì vào chơi mất trong túi còn 1 sen, vào gõ thì không nổ. Giá rút thêm 5 sen nữa vào gõ cũng tịt, thế là đổi máy. Đổi máy thì cái máy đấy nó hút mình có 6 sen thì thôi bỏ đổi máy sang bên cạnh thì cái máy nó nhìn có vẻ ngon nên là đổi máy. Đầu tư 2 sen nó lỗ liên tục. Liên tục may quá gỡ lại tiền. Ăn ra được có hơn 1 sen 8. May quá hôm nay tí nữa thì tuẫn thôi, ăn non đi về sen 8 được. Cứ bài ăn non này. Có lãi là đi về được rồi, lãi tí đi về, hôm nay gỡ vốn rồi. May quá tí tưởng tuẫn à. Mọi người xem video Pachinko thì nhớ đăng ký kênh và xin một like ủng hộ mình nha. Để mình lấy động lực mình làm video cho anh em xem. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhá. Cuối tuần kiếm một ít vài sen tiêu nhá. Bye bye, hẹn gặp lại.